Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình của ngày hôm nay thì Nguyên chỉ có nói vài bản tin mà thôi. Nguyên chỉ có chia sẻ vài bản tin, đặc biệt là Trọng Nguyên cho rằng là những bản tin nó có tầm quan trọng. Cái bản tin đầu tiên để chúng ta thấy rõ được là chuyện lạ cái gì nó cũng có xảy ra trên thế giới. Theo bản tin đến từ Canada, Toronto, thì có một cái sự kiện nó lạ kỳ. Đó là tại sân bay Toronto, một cái container vận chuyển trong đó có vàng và tiền mặt giá trị 15 triệu đô la. Một con số tiền cực kỳ là khổng lồ các quý vị nha. 15 triệu đô la là một con số khủng khiếp. Và cái số tiền đó vận chuyển trong cái container bằng vàng, bằng tiền. Nhưng lúc mà họ để cái container đó ở tại sân bay, nó bỗng nhiên biến mất. Bỗng nhiên biến mất, bốc hơi. 15 triệu đô la bỗng nhiên bốc hơi ở tại sân bay. Một cái quốc gia mình phải nói là một cái quốc gia tự do dân chủ, an ninh trật tự, mà một cái vật là để trong một cái container, không phải là một cái vật nhỏ, mà cái giá trị tiền bằng vàng, trong chỗ có tiền mặt, có vàng luôn, tổng cộng giá trị là 15 triệu, mà nó biến mất một cách kỳ lạ. Chuyện đó khó tin mà thật các quý vị. Ở trong diễn đàn của Nguyên là có nhiều bác ở Canada lắm. 15 triệu bỗng nhiên nó mất tích ở tại sân bay là một chuyện nó rất là hiếm hoi. Trong chổng nó có vàng và nó có tiền, nó khá nặng, và để trong nguyên một cái container, một cái thùng lớn như vậy, mà làm sao mà có thể, cách nào mà dời đi số tiền nó đi được. Chuyện nó cũng hiếm các quý vị, nhưng mà thực tế là nó có. Nên tại sao Nguyên nói ở đời cái gì nó cũng có hết, đừng có tưởng là nó không có. Đặc biệt là các quý vị cũng biết là những cái quốc gia mà giống như là Canada, ngay chăng thủ đô Toronto, sân bay đó, nó là những cái nơi mà kêu là rất là chặt chẽ, an ninh tối đa, camera tối đa, an ninh rất là chặt chẽ. Nhưng mà thấy chưa, chặt chẽ cách mấy nó cũng có thể biến mất được hết. Nó giống như là phù thủy vậy đó, phù phép vậy đó, biến mất được hết 15 triệu đô la. Con số tiền phải nói là khủng khiếp. Thực tế là khi các quý vị mà người ở bên Việt Nam á, mình nghe 15 triệu, con số nó không lớn. Vì Việt Nam xài tiền triệu quen rồi. Việt Nam là thải tiền triệu, thải tiền tỷ, nó rất là quen. Nhưng đối với người Tây Phương á, người ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên châu Âu, nghe cái số 15 triệu là con số khủng khiếp trong đầu của họ. Vì cả cuộc đời của họ nhiều khi chưa dành dụm được 1 triệu đồng. Chưa dành dụm được 1 triệu đồng cả cuộc đời của họ. Nên là nghe số 15 triệu là một con số khủng khiếp các quý vị nhé. Đó là bản tin nho nhỏ ở Canada mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Một bản tin nữa để chúng ta biết được là sau cái chuyến đi của Tổng thống Pháp, rồi cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp sau cái chuyến đi ở tại Trung Quốc đó, thì người ta đang lo lắng là giữa Pháp và Mỹ nó có bị rạn nứt hay không. Bởi vì cái câu phát biểu của Tổng thống Pháp nói cái gì? Tôi là đồng minh của Mỹ, nhưng không phải cái gì tôi cũng đi theo Mỹ. Nếu có vấn đề, nhiều vấn đề, chúng tôi đứng ngoài cuộc, chúng tôi không đứng bên này để binh bên kia. Chúng tôi binh và lẽ phải. Đó là cái bí kíp võ công mà của Bác Trọng mà Bác gửi lại cho Tổng thống Macron. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi cho Tổng thống Macron rồi. Thì cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp vừa qua nó đã dẫn đến cái sự chỉ trích. Rồi cái buổi họp G7 ở tại Nhật Bản nó cũng bởi vì cái vấn đề này. Vì họ sợ là giữa Pháp, vì đặc biệt là không phải chỉ có Pháp không, mà có thêm bà chủ tịch Liên minh châu Âu, đó là bà Ursula von der Leyen. Có nghĩa là đại diện không phải chỉ có riêng đất nước Pháp mà cả đại diện cho châu Âu. Nên là cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp, ông ta đại diện cho cả châu Âu chứ không riêng biệt một quốc gia. Có nghĩa là bây giờ châu Âu và Mỹ đã ở trong một cái giai đoạn có nghĩa là xích mích. Và châu Âu bắt tay với Trung Quốc, nói chung là như vậy. Thì trong thời gian gần đây người ta rất là lo lắng về với cái tình hình ban giao giữa NATO, đặc biệt là chiến tranh Ukraine. Bây giờ châu Âu và Mỹ lại xích mích về vấn đề Trung Quốc. Thì người ta lo lắng cái việc này thì cũng rất là dễ hiểu. Nên là cái buổi họp G7 đã có chuyện cuộc nói chuyện giữa ngoại giao của Mỹ và ngoại giao của Pháp. Thì ngày hôm nay Tổng thống Pháp đã tiết lộ trên báo chí về cái tình hình ban giao
cá nhân của đất nước Pháp với Mỹ như thế nào. Thì Tổng thống Macron ngày hôm nay ông ta nói là tôi có cuộc nói chuyện trước khi đi Trung Quốc, và sau khi về ngày hôm nay tôi cũng có cuộc điện thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden. À, có nghĩa là hai bên có nói chuyện. Và chúng tôi vẫn giữ cái quan hệ tốt đẹp và lập trường của chúng tôi về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề của Ukraine và cả luôn của Trung Quốc. Thì chắc các vị nghe Thái Nguyên nói không? Thầy ơi, chánh trị gia là như vậy. Quân tử nhất ngôn là quân tử dạy. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Đi qua bên Trung Quốc, đi về thì nói khác. Gặp nói chuyện với Tổng thống Joe Biden thì sẽ nói khác. Thì bây giờ ông nói là về cái lập trường giữa Pháp và Mỹ, nó có những cái lập trường thống nhất về vấn đề Ukraine, về vấn đề Trung Quốc. Anh Lân Nguyên nói rồi, mấy các bác mà bị ảnh hưởng những lời phát biểu của mấy ông chánh trị gia đó là mấy các bác gứt vào bẫy của ông. Ông phát biểu cái gì thì kệ ông. Bởi vì mình biết là ông phát biểu bữa nay như gì, ngày mai ông sẽ phát biểu khác biệt hoàn toàn. Đây là bản tin của Pháp ngày hôm nay. Ông trả lời trước báo chí, nhiều tờ báo chí, Tổng thống Pháp đã khẳng định thêm một lần nữa, sự ban giao giữa Pháp và Mỹ vẫn tiếp đẹp, vẫn tốt đẹp như ngày nào. Cái quan điểm của Mỹ và Pháp về Ukraine giống nhau, cái quan điểm của Mỹ và Pháp về Trung Quốc giống nhau, không gì thay đổi. Đó, cái đó là các quý vị biết là chánh trị là như vậy. Gần đây nhất thì tại Pháp thì các quý vị cũng biết là biểu tình khắp nơi, khắp cả tỉnh thành đất nước Pháp đang biểu tình một cách rầm rộ. Ủa, biểu tình không ngừng. Trong Nguyên cáo lỗi là bởi trời nắng, nó chiếu vào mặt, cái camera nó tối hù à, Nguyên không có thấy. Nguyên không thấy các quý vị comment nhiều ha. Nguyên chưa thấy các quý vị viết ngắn ngắn thì Nguyên còn thấy được. Các quý vị viết dài á, Nguyên không có đọc hết được vì có một khúc nó đen. Hiện bây giờ Pháp biểu tình khắp nơi, vẫn tiếp tục biểu tình về vấn đề phản bác và về vấn đề mà về hưu, kéo dài thời gian về hưu, 64 tuổi mới được về hưu theo cái đường lối chánh trị của Tổng thống Macron. Ngoài ra cái sự phản ánh dữ dội biểu tình thì có một cái ông đó, ông 60 tuổi rồi. Bác đó bác 60 tuổi rồi. Mà ông khỏe khủng khiếp. Ông là người leo núi chuyên nghiệp, đã thuyết phục những sự leo núi cao nhất trên thế giới này. Ông chọn một cái nhà cao tốc cực kỳ là cao tại Paris. Cao ngút trời ở tại Paris. Ông leo bằng tay các quý vị. Mấy trăm mấy mét ông leo bằng tay. Ông leo bằng tay, không có dây an toàn, không có gì hết. Ông leo bằng tay. Cái nhà cao nhất tại Paris, ông leo bằng tay, ông chinh phục bằng tay để gửi thông điệp cho Tổng thống Pháp. Ông nói là các ông thấy cái hành động của tôi là nguy hiểm đúng không? Thì cái sự quyết định luật pháp của ông cũng nguy hiểm như vậy. Tôi mong ông phải quay trở lại cái sự quyết định của mình. Thì hiện bây giờ thì biểu tình vẫn nhiều, thì Tổng thống Pháp thì vẫn ngoan cố, vẫn không quay trở lại, vẫn không nhượng bộ. Nên là cuộc biểu tình giữa người dân với chính phủ vẫn tiếp tục tiếp diễn. Và cỡ này thì càng ngày nó càng mãnh liệt, đập phá càng ngày càng nhiều. Nói về cái vấn đề của Pháp thì các vị cũng biết là người dân Pháp không bao giờ thua chính phủ. Và cuộc biểu tình nó sẽ tiếp diễn và nó sẽ làm tai hại cái nền kinh tế của đất nước Pháp rất là nặng nề. Rất rất là nặng nề. Nhưng mà cái đó là chính phủ Pháp rất là ngoan cố. Hiện bây giờ thì người ta đang kích hoạt muốn kêu gọi cái sự việc kêu là đuổi Tổng thống Pháp. Nhưng mà muốn làm cái sự việc đó là phải kích hoạt của Quốc hội, nhưng đã thất bại. Phải đã thất bại. Đã thất bại vượt qua thì bây giờ đang tìm những biện pháp khác để mà làm sao loại trừ ông Tổng thống này ra khỏi, nếu ổng không quay lại cái quyết định của ổng. Nên là tình hình của Pháp, chính trị của Pháp vẫn sôi động, vẫn biểu tình, vẫn đập phá, vẫn đốt, vẫn cháy như thường ngày mấy tháng rồi mà còn tiếp tục. Nó sẽ kéo đến vào tới tháng 7 là không biểu tình nữa. Ở Pháp đặc biệt là tháng 7, tháng 8, tháng 9 là 3 tháng không được quyền biểu tình. Bây giờ nó tháng 4 nó sẽ biểu tình đến tháng 5, tháng 6. Tới bắt đầu là giữa tháng 7 là không biểu tình nữa. Giữa tháng 7 là không có Pháp nào đi biểu tình hết. Dân Pháp là giữa tháng 7 là cái tháng ăn chơi, cái tháng đi nghỉ mệt, đi nghỉ hè. Là nó bỏ cái vấn đề kế bên, nó bỏ hết kế bên. Nó đi nghỉ hè, nó đi chơi, nó không biểu tình. Giữa tháng 7, tháng 8, tháng 9, cuối tháng 9 bước vào tháng 10 là bắt đầu biểu tình. Bắt đầu đi làm trở lại là đi biểu tình. Nên là các quý vị nè, nếu mà
các quý vị nào mà chưa ở Pháp thì không hiểu được đâu. Đó là biểu tình ha, Pháp biểu tình ha, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 13, tức là tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, đến tháng 7. Đó, có nghĩa là một năm thì 10, 12 tháng là biểu tình hết 9 tháng rồi. À, 3 tháng đi chơi ăn nhậu thì không biểu tình, còn mấy tháng khác thì lúc nào cũng có biểu tình hết. Không biểu tình vấn đề này thì biểu tình vấn đề khác. Nên là nói về biểu tình thì người dân Pháp đó là cái thói quen. Không biểu tình hình như là họ năm đó họ không vui hay gì đó. Nên là năm nào cũng có biểu tình hết, mà cứ biểu tình y hệt như vậy đó. Lớn nhỏ tùy theo cái đường lối chính trị của ông tổng thống nào đó, hay là có những cái chính sách nào đó. Nhưng mà cái biểu tình là cái chuyện phải cần có. Nên là đối với Nguyên, các vị thấy là Nguyên nghe ô Pháp biểu tình rồi đập phá, Nguyên có thấy có cảm giác gì không? Không. Nguyên thấy báo chí nó đưa trên thế giới làm dữ dội lắm. Nó làm dữ dội, trời ơi Pháp, trời ơi loạn rồi. Mà các vị thấy người Pháp họ có cảm giác gì không? Không, bình thường. Tại vì 40-50 năm nay nó vậy rồi. Và năm nào giống như năm nay, nó không có cái gì mà khác biệt hết. Đối với người khác thì lâu lâu một lần thì người ta thấy lạ. Còn mình là mấy chục năm rồi, cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu đó thì mình thấy nó thành cái thói quen. Đó. Nên là đó là vấn đề của Pháp của ngày hôm nay, chút chút liên quan với Tổng thống Pháp và Tổng thống Joe Biden. Và bây giờ chúng ta nói về vấn đề của Mỹ một chút xíu. Tuần tới, dành đặc biệt cho các quý vị nào yêu mến Tổng thống Joe Biden, chính thức công bố ra ứng cử viên năm 2024. Sau khi Tổng thống Joe Biden nghe cái lời tiên tri của bà Hillary Clinton, nữ tiên tri nổi tiếng của Mỹ ngày hôm nay, Hillary Clinton là chắc chắn Joe sẽ thắng. Không phải chỉ có thắng Tổng thống Trump không, mà tất cả ai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thì Joe cũng sẽ thắng. Nên là Tổng thống Joe Biden đã nghe theo cái lời tiên tri của bà Hillary Clinton và theo nguồn tin của đảng Dân Chủ, quyết định tuần tới ông ta sẽ công bố chính thức sẽ là ứng cử viên năm 2024. Adu, thấy chưa, ai nói Mỹ không tin dị đoan? Trước khi ra ứng cử viên cũng phải coi thầy bói với bộ, phải hỏi nhà tiên tri với bộ. Cho Nguyên nói thật sự với các quý vị nha, Nguyên không biết tại sao người ta thích tham quyền, tham chức quá. Cái tuổi mà 80 rồi, mắc cái tuổi mà kêu là đi đứng nó cũng khó khăn, bộ não nó cũng mệt mỏi, làm chút xíu nó cũng mệt. Tại sao không nghỉ cho nó khỏe đi? Không nghỉ cho nó khỏe đi. Ha? Mà vẫn đi thích quyền lực rồi muốn đi ra ứng cử rồi mà khi mình làm việc không nổi nữa. Bây giờ cầm cái viết mà ký tên không rồi cũng thấy mệt rồi. Theo nguồn tin cho biết là tuần tới là Tổng thống Joe Biden sẽ công bố chính thức là ứng cử viên của đảng Dân Chủ năm 2024. Đối với Nguyên là chuyện tốt. Thực tế là Nguyên thì khoái. Thứ nhất là nếu mà Tổng thống Joe Biden ra ứng cử thì có chuyện nhiều chuyện nói. Nếu một người nào mới ra đó thì không biết gì nói. Thực tế là không biết gì nói, phải đi điều tra từ đầu lại. Tại vì thường á, Nguyên làm chương trình á, một cái vị nào ra ứng cử viên mà Nguyên muốn nói nhiều hơn người đó thì Nguyên phải điều tra lý lịch. Nguyên phải điều tra lý lịch từ lúc mà ổng sinh ra đời, học trường gì, bằng cấp gì, làm việc gì, đi vào đảng phái nào, đã có từng cái gì, thành tích ổng ra sao. Nguyên phải mất rất là nhiều thời gian. Nguyên coi lại nguyên cái lý lịch chính trị của ổng ở tại nước Mỹ. Mà đặc biệt ở nước Mỹ một cái điều là cái đó nó có ở trong cái văn phòng quốc hội, mình có thể coi được hết. Phải rất mất là nhiều thời gian, những cái bỏ phiếu của ổng bỏ trong những đạo luật gì của Mỹ, mình phải coi lại hết để mình đánh giá cái người đó trước khi mình ủng hộ. Thường là Nguyên làm như vậy. Trước khi Nguyên ủng hộ ai ở trong chính trị của Mỹ hay của quốc gia nào đó thì Nguyên đi điều tra rất là tỉ mỉ về người đó. Điều tra rất là sâu sắc về người đó trước khi Nguyên quyết định là mình có nên ủng hộ người đó hay không, hay là mình có lên tiếng vì người đó hay không. Chứ không phải là ô nhìn mặt ô ông này được nè ha, ô ông nói chuyện dễ thương không. Nguyên không đánh giá như vậy. Bởi vì bề ngoài chúng ta không biết được người ta ở trong như thế nào. Chúng ta phải coi cái quá trình chính trị của người đó, họ làm từng bước một tới ngày hôm nay như thế nào, thì mình mới đánh giá được mình ủng hộ người đó hay không, mình có lên tiếng người đó hay không. Chứ không tự đến vô ủng hộ người khác thì không bao giờ làm. Và nếu bây giờ là đảng Dân Chủ một người nào đó, trước khi Nguyên muốn nói về người đó thì Nguyên phải nghiên cứu về người đó, mất thời gian rất là nhiều. Hồi ơi, thời gian mất là điều tra lý lịch, rồi đọc tài liệu, rồi cái này cái kia, khi cả tháng chưa xong nữa. Cả tháng chưa xong nữa. Nhưng bây giờ nếu mà Tổng thống Joe Biden thì Nguyên đã làm rồi thì Nguyên khỏe.
nếu ổng ra là ứng cử viên thì Nguyên có nhiều chuyện nói mà khỏi cần phải nhức đầu, khỏi cần phải điều tra. Mà ổng ra làm ứng cử viên mới có chuyện vui. À, mới có chuyện vui, có té rồi bắt đầu, có u đầu, rồi chảy máu rồi nó mới có hấp dẫn. Còn nếu mà ổng không ra làm ứng cử viên thì không có chuyện gì để nói. Ở thực tế luôn, nếu bây giờ một người đảng Dân Chủ nào mới xuất hiện thì không có cái gì để mà tranh cãi hết. Nên là theo cái nguồn tin mà hiện bây giờ, theo cái của đảng Dân Chủ là họ muốn cho Tổng thống Joe Biden quay trở lại làm ứng cử. Mà thực tế là đảng Dân Chủ muốn điều đó. Đố các quý vị tại sao đảng Dân Chủ muốn là Tổng thống Joe Biden sẽ là người đầu thêm một nhiệm kỳ nữa mà không phải là người khác. Đố các quý vị tại sao đảng Dân Chủ lại chọn Tổng thống Joe Biden trở thành là người ứng cử thêm năm 2024, thắng được thì càng tốt. Thắng hay bại thì mình không chắc nha, vì tại sao vậy? Tại sao mà người ta lại khoái là Tổng thống Joe Biden hơn bất cứ ai khác? Cho Nguyên đem cái quan điểm mà. Bởi vì thứ nhất là ông già, trách nhiệm là ông giao cho người này làm, người kia làm, ổng không làm gì hết. Đó, có nghĩa là ổng làm như cái bình phong vậy thôi, ổng làm bình thống như bình phong, còn quyền lực á là trong cái đảng sau lưng nó nắm tay hết. Ổng có làm nổi đâu. Ổng đọc nó cũng viết bài chứ ổng đọc mà. Nên cuối cùng ổng là chỉ giống như là một cái bức hình thôi, ở sau lưng để giật dây nó dễ hơn. Để giật dây nó dễ hơn. Nếu mà để một người nào mà có minh mẫn, có đầu óc á, thì họ sẽ có những cái hành động mà họ sẽ nắm quyền. Còn bây giờ ổng cứ giao quyền lực hết. Cũng giống như cái câu mà ổng nói hoài Nguyên không quên đó. Ôi bà Nancy, bà muốn cái gì cũng được. Bà muốn tôi ký đừng có hỏi. Nhức đầu lắm. Bà muốn là tôi làm. Đừng có giải thích cho tôi nhức đầu lắm. Bà muốn cái gì? Bà muốn cái gì tôi làm cái đó. Đó là như vậy. Nên là đảng Dân Chủ thì thực tế là nếu mà cho Tổng thống Joe Biden lên thì họ thích hơn. Thì cái kế hoạch của họ sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn. Kế hoạch của họ sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn. Vì ông ta sẽ mệt vì lớn tuổi mà. Ông ta giao trách nhiệm của ông ta cho rất là nhiều người trong đảng phái nắm quyền. Thì có lợi cho những người đứng sau lưng bức màn giật dây nhiều hơn. Vậy thôi, đó là cái nhìn của Nguyên. Đó là vấn đề của đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa thì Nguyên thấy cái này bất lợi giữa ông tổng thống ông thống đốc DeSantis với cựu tổng thống Donald Trump đã có rất là nhiều những lời qua tiếng lợi. Rất là nhiều qua tiếng lợi. Và đối với Nguyên đó là một cái điều bất lợi cho đảng Cộng Hòa. Bây giờ trước khi ra sân đá mà nội bộ đã đá nhau rồi. Đấy. Thì cái điều đó nó là dẫn đến, tuy là ông DeSantis ổng chưa có công bố là ứng cử. Tất nhiên là ổng có đi đó đi đây để ra mắt sách, đi những nơi mà kêu là những thành phố chiến địa bỏ phiếu sớm. Thì người ta tình nghi vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó, nó cái cách giải quyết của đảng Cộng Hòa nó không được tốt đẹp. Và người nhìn bề ngoài đó là cảm giác đang chia rẽ nội bộ. Thì hiện bây giờ cái vấn đề mà giữa cựu tổng thống Donald Trump với ông DeSantis nó bắt đầu đã bước vào một cái giai đoạn là tranh cãi. Và những người ủng hộ ông DeSantis với người ủng hộ của cựu tổng thống Donald Trump mà đã bắt đầu là kịch liệt. Thì đây là một cái phía cạnh nó đã không tốt. Vì chúng ta thấy rõ được là trong đảng Cộng Hòa đó là từ đó tới giờ đảng Cộng Hòa cũng vậy, khó khi nào ngồi lại với nhau lắm. Nên là trước khi ra bầu cử và Nguyên thấy là cái dấu hiệu đảng Cộng Hòa đã có sự thất bại rồi đó. Nguyên đã thấy cái cách mà dân ủng hộ đó đã bắt đầu có mâu thuẫn, là bắt đầu Nguyên đã thấy có sự rạn nứt và thất bại. Thì có những người thì người ta đưa có những quan điểm khác nhau, người ta nói càng rạn nứt như vậy á, thì cựu tổng thống Donald Trump càng có cơ hội thắng nhiều hơn trong cái bầu cử sơ bộ. Thì cái điều đó đó, cô chú anh chị em, thì mình không biết được. Mà thực tế thì hiện bây giờ cách mà Nguyên nhìn thấy bề ngoài, Nguyên kêu là Nguyên không phải là cư dân ở Mỹ, cũng không phải là cử tri của Mỹ, nhìn thấy bề ngoài thì mình thấy là đảng Cộng Hòa đang ở trong cái giai đoạn nội bộ chia rẽ. Mà sự chia rẽ của nội bộ rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. Đặc biệt là mình thấy cái xu hướng là rất là nhiều người đã bắt đầu quay lưng lại với cựu tổng thống Donald Trump. Rất là nhiều người. Và cái điều đó nó dẫn đến một sự việc lo lắng cho cái sự bầu cử năm 2024. Đảng Dân Chủ có thể lợi dụng cái này để khai thác và tập trung dồn lá phiếu cho một người. Khi lúc đó đảng Cộng Hòa có phải bởi vì cái sự lợi ích cá nhân, với cái sự tức giận cá nhân và dẫn đến cái vấn đề không ủng hộ cái người trong đảng của mình. Thì đây là một cái vấn đề ở trong nội bộ của đảng Cộng Hòa đang có những cái sự xích mích.
Nguyên không biết là phải giải quyết như thế nào, vì cái này phải là người Đảng Cộng Hòa mới giải quyết được, chứ mình là người ngoài không giải quyết được các quý vị. Đảng Cộng Hòa phải có một cái buổi họp đảng, rồi phải mời mấy ông ứng cử viên ngồi lại một chỗ, rồi phải khi lúc mà ứng cử nội bộ sau đó là phải thống nhất, ok tôi thất bại nhưng tôi vẫn ủng hộ anh, tôi kêu gọi người ủng hộ tôi bỏ phiếu cho anh. Chứ mà kêu là tôi thất bại và tôi quay lưng lại với anh, đừng có chơi, đừng có bỏ phiếu cho nó nữa là chết, là thua chắc, thua chắc. Coi chừng là bà tiên tri Hillary Clinton bà đoán đúng đó. Cái tình hình kiểu này mà kiểu mà xích mích kiểu này mà kiểu là vì cái sự xích mích cá nhân mà không đặt cái lợi ích của đảng hay là lợi ích của đất nước là thua chắc, là thua chắc, coi chừng đó nha, đừng có tưởng giỡn mặt rồi các vị nha. Đó là bản tin nho nhỏ của Mỹ và chúng ta bước qua bản tin của Việt Nam của ngày hôm nay. Dư âm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Antony Blinken ghé thăm Việt Nam vẫn còn. Các quý vị cũng biết là chuyến đi 2 ngày của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ ghé thăm Việt Nam, nó đã xảy ra nhiều biến cố bí mật. Và tới ngày hôm nay, báo chí Việt Nam với dư luận viên Việt Nam vẫn còn tranh cãi cái chuyến đi này. Khi cái chuyến đi nó rất là lẹ và cách Nguyên phải kêu là một cách tiếp đoán nó cũng khá là nhạt nhòa. Báo chí Việt Nam cũng không có đưa tin một cách rầm rộ. Và cái dư âm đó tới ngày hôm nay và phía đặc biệt là dư luận viên đó bình luận rất là nhiều về cái chuyến đi này. Đặc biệt là gần đây nhất người ta khai thác đó là cái bức hình khi Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, ông Antony Blinken trong cái văn phòng của mình. Thì trong cái văn phòng này chỉ có treo lá cờ Việt Nam mà không treo lá cờ Mỹ. Thường các quý vị cũng biết là khi gặp ngoại giao thì một bên họ treo lá cờ Việt Nam, một bên họ treo lá cờ Mỹ. Thì cái ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ ở trên cái lá cờ Mỹ đứng, Bộ Việt Nam đứng Nam nói chuyện với nhau. Thì trong cái văn phòng của Thủ tướng Phạm Minh Chính nó chỉ có lá cờ Việt Nam thôi, không có lá cờ Mỹ. Thì bắt đầu là dư luận viên, nó có nhiều dư luận mà phải không? Thì có dư luận viên, trời ơi Việt Nam, chuyến đi của Mỹ đến Việt Nam nhục như con cá nục. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đến Việt Nam bị Thủ tướng Việt Nam coi chẳng có ga gì. Tới ngay chăng cái buổi mà bắt tay nói chuyện không thèm treo lá cờ Mỹ luôn. Ghê. Mỹ bây giờ bữa nay cái chuyến đi này là cái chuyến trời ơi qua bên Việt Nam. Trời ơi bị đối xử một cách nhục nhã. Hả? Nhiều tờ báo đã viết về cái bản tin này. Sau đó đã bị gỡ xuống. Nhiều comment của dư luận viên đã nói về cái vấn đề này đã bị gỡ xuống. Cả luôn Chính phủ Việt Nam đã cảnh cáo những tờ báo lá cải đưa những sự việc như thế này. Những giờ các vị cũng biết mà, bò đỏ mà ăn cỏ nhiều hơn. Hiện bây giờ Việt Nam và Trung Quốc đang cái bang giao tốt đẹp, thị trường thương mại lên tới 110 tỷ. Thực tế Việt Nam rất cần Trung Mỹ, cũng cần Trung Quốc, nói chung là như vậy. Và Việt Nam không muốn xích mích cho bất cứ một quốc gia nào hết. Việt Nam muốn giữ càng tốt đứng về trung lập để có cái lợi nhuận cả hai bên. Và những tờ báo như vậy nó làm hại cái bang giao. Rồi bắt đầu là dư luận viên bò đỏ vô ca ngợi Việt Nam. Việt Nam chúng ta ngon. Việt Nam chúng ta ngon, Việt Nam chúng ta ngầu. Rồi có những bài bình luận cho rằng là Việt Nam sợ Trung Quốc phẫn nộ, sợ Trung Quốc giận. Nên là cái buổi nói chuyện giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ với Thủ tướng Việt Nam không có lá cờ Mỹ là để muốn gửi thông điệp cho Trung Quốc rằng là chúng tôi không coi trọng Mỹ bằng Trung Quốc. Họ ghé thăm thì tôi đoán thôi, chứ chúng tôi không tôn trọng họ, các anh đừng có lo. Đó là một cái thông điệp, cũng là những bình luận viên phân tích rất là nhiều. Thì cái tờ báo đó, những cái bình luận đó thì hiện bây giờ đảng và nhà nước đã xóa rồi. Đảng và nhà nước đã xóa vì đối với họ không có lợi cho vấn đề bang giao. Nên họ đã xóa rất là nhiều những cái tờ báo, nhiều tờ báo Việt Nam Express cũng có đăng, tờ báo Dân Trí cũng có đăng, thì những cái vấn đề đó họ đã xóa. Bây giờ Trung Nguyên phân tích tại sao có vấn đề đó. Thì Việt Nam ngày hôm nay có giải thích
rằng cái vấn đề mà trong cái văn phòng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ít có khi nào ổng treo lá cờ của quốc gia khác. Ổng có tiếp đón phái đoàn này, phái đoàn kia, nhưng mà ổng ít có khi nào treo lá cờ, chỉ có lá cờ Việt Nam thôi. Cái câu nói mà cái lời giải thích của phía bên chính phủ Việt Nam nó không đúng. Nó hoàn toàn không đúng. Nguyên đã coi nhiều lần, thì trong văn phòng của Thủ tướng Phạm Minh Chính có những lúc có treo lá cờ, có những lúc không. Có những lúc treo lá cờ, có lúc không. Nguyên đã coi rất là nhiều những tài liệu cũ lại, những cái văn phòng Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp khách, phần lớn đều có lá cờ của những quốc gia khác hết. Chỉ có cái đợt này, cái chuyến đi của ông Antony Blinken là không có. Thì Việt Nam mới giải thích, nhưng mà lúc mà Bùi Thanh Sơn tiếp đón thì có lá cờ Mỹ mà. Lúc mà Bùi Thanh Sơn tiếp đón là có lá cờ Mỹ mà. Đó, thì bắt đầu là gỡ gạc về vấn đề này. Gỡ gạc về vấn đề này. Bây giờ Trung Nguyên phân tích cái bản tin này cho các quý vị, để các quý vị hiểu rõ hơn là cách lập trường của Việt Nam ngoại giao như thế nào. Trước khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đến Việt Nam, thì là Trung Quốc trên tờ báo Toàn Cầu, còn cái tờ báo gì nữa ta? Tờ anh Nguyên quên tết rồi, quên tên gì. Cái gì tờ báo gì, dư luận của nó đó. Hai tờ báo và phía bên ngoại giao của Trung Quốc đã gửi thông điệp cho Việt Nam một cách rất là rõ, là mong Việt Nam không xích gần lại Hoa Kỳ. Mong Việt Nam phải có hành động cụ thể để chứng minh một sự trung lập. Họ đã cảnh cáo Việt Nam trước khi Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam. Rồi khi Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam thì các quý vị để ý coi, báo chí nó cũng đưa, nhưng đưa một cách rất là nhạt nhòa. Bản tin rất là ngắn, rất là gọn, đơn giản, đơn thuần, chấm mắt. Tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong vòng một cái thời điểm đó, rồi sau đó là họ làm chuyện khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính đi đến công trình liền, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm chuyện khác liền. Có nghĩa là có tiếp đoán nhưng khá là nhạt nhòa. Đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bác trọng, còn bác thưởng thì không thấy đâu. Cái điều đó là một cái điều người ta cũng đã thắc mắc. Bác thưởng thì lại không thấy đâu. Và bây giờ cái vấn đề lá cờ thì Trung Nguyên phân tích như thế này. Mấy ông Việt Nam đó, ổng bị được cái sự dặn dò của Trung Quốc. Thì bây giờ ông Việt Nam, ổng không biết làm sao để mà làm sao cho vừa lòng cả hai bên. Vì Việt Nam bên nào cũng cần hết. Bên nào, Trung Quốc là cũng 100 tỷ ban giao. Trung Quốc là 100 tỷ. Mỹ là 110 tỷ. Ông nào cũng cả 100 tỷ trở lên hết. Không có ông nào mà mình xích mích được. Nên là cái sự đón tiếp nồng hậu dưới Bùi Thanh Sơn, vấn đề ngoại giao là chuyện bình thường, treo lá cờ đều, tất nhiên là ngoại giao mà. Nhưng mà trong chính phủ có nghĩa là gì? Là trong vấn đề ban giao nội bộ chính trị. Còn cái kia là ngoại giao, là qua ngoại giao thôi. Mà nội bộ chính trị thì phải giữ một khoảng cách bằng cách là không treo lá cờ Mỹ, để chụp những tấm hình để gửi lại cho Trung Quốc. Thấy anh Trung Quốc thấy chưa? Anh dặn dò em sao em làm y như vậy? Anh dặn dò sao em làm y như vậy? Em có gặp nhưng em không có thân thiện, đúng không? Em thấy không? Lá cờ của Mỹ mà em còn không treo nó mà. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Đó, cái chiêu của Việt Nam là như vậy đó. Cái chiêu của Việt Nam là bây giờ là làm sao mà mấy ông suy nghĩ cũng dữ lắm. Mấy cái này Việt Nam giỏi lắm các bạn. Mấy cái mà kêu là cái mánh khóe đó, Việt Nam mình ngoại giao mánh khóe mấy cái này giỏi lắm. Cái khác thì dở nha, mà cái mánh khóe thì giỏi lắm. Mánh khóe thì cái kêu là cái lương lẹo đó, hình như nó quen hay gì đó. Cái gì mà lương lẹo Việt Nam á, thì đủ thứ trò hết. Đủ thứ trò để lương lẹo hết. Đủ thứ trò để lương lẹo á. Một mặt á, thì với ông Bùi Thanh Sơn á, thì đón tiếp một cách nồng hậu, lá cờ đồ ồng ào để chụp hình cho báo chí Mỹ thấy, chia sẻ với báo chí Mỹ thấy, gửi thông điệp. Còn cái đó là ngoại giao anh, nó bình thường thôi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gặp nhau là phải vậy. Nhưng mà ở trong nội bộ, tôi là thủ tướng mà bàn giao vấn đề nội bộ đất nước là tôi, thì chúng tôi giữ khoảng cách. Đó, hiện bây giờ cái bản tin này đó, cái dư âm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đến Việt Nam á, bây giờ Việt Nam không muốn khai thác, Việt Nam cấm tuyệt đối. Nguyên nói á, là mấy cái bác dư luận viên á, mấy anh em dư luận viên á, không phải cái nào mình cũng hùa theo, đúng không? Không phải cái nào mình cũng táp hết. Táp bậy là coi chừng đảng, coi chừng phạt đó. Đảng không thích điều đó. Bây giờ đảng cần Mỹ, không có Mỹ thì không được. Bây giờ đảng cần Mỹ, đảng không thể bắt tay với Trung Quốc hết được.
bắt tay Trung Quốc chỉ có 60, bắt tay với Mỹ phải 40. Phải bắt tay với Mỹ, không bắt tay với Mỹ thì đảng không sống nổi. Mà mấy vi lượng riêng mà cứ bôi nhọ Mỹ là không được. Bôi nhọ Mỹ là không được. À, cứ vô mà nói tầm bậy. Nên là bây giờ nhiều tờ báo bị cảnh cáo ngày hôm nay. Nhiều tờ báo, nhất là những cái tờ báo mà binh vực Trung Quốc, tờ báo mình mới kêu là mấy cái tờ báo diều hâu, những cái tờ báo đó đã bị cảnh cáo với những cái lời phát biểu nó làm tai hại với ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Đó là bản tin dư âm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ ghé Việt Nam các quý vị nha. Ui, mấy ông Việt Nam thì Nguyên đã có bình luận nhiều rồi. À, Nguyên có bình luận mấy ông Việt Nam nhiều rồi. Mấy ông không bỏ Trung Quốc được đâu. À, các bác nha. Nên bây giờ các bác mà muốn cho mà Việt Nam có thay đổi á, thì các bác phải ủng hộ làm sao cho đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Ngày nào đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại thì đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn tồn tại. Nếu là các bác là mình nói là nhiều khi Nguyên nói là Nguyên chống hay là Nguyên phản bác chánh trị Việt Nam một, chứ Nguyên phản bác chánh trị Tàu tới 10 lần. Vì đảng Cộng sản Tàu sụp đổ thì đảng Việt Nam bỗng nhiên sẽ sụp đổ. Còn ngày nào mà còn đảng Cộng sản Tàu mà nó còn tồn tại thì nó sẽ nuôi dưỡng đảng Cộng sản không ngừng. Tại vì cái người mà có tiền, có đủ khả năng chính là Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam. Nên là ngày nào mà đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì Việt Nam mới sụp đổ. Chứ bây giờ mình nói, 1001 cái và Việt Nam kinh tế xuống thấp thì chạy qua bên Trung Quốc mượn tiền. Thì không có tiền trả thì bán đất trả. Thì họ sẽ làm như vậy tiếp tục và tiếp tục. Nên là cái quan trọng nhất khi chúng ta nói về nhìn về cái khía cạnh chính trị. Thì muốn đất nước Việt Nam thay đổi về vấn đề chính trị nha. Nguyên nói vấn đề chính trị. Thì chúng ta phải chú tâm về chính trị của Trung Quốc. Chúng ta phải chánh trị Trung Quốc. Chúng ta phải ủng hộ người Trung Quốc đứng lên lật đổ chính phủ độc tài của Trung Quốc. Họ thành công thì chúng ta mới có cơ hội, cái hệ thống domino Á Châu nó mới có tác động được. Nên tại sao Nguyên lên án Trung Quốc nhiều là như vậy. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc và Tàu Cộng. Và bây giờ Nguyên cập nhật chút xíu về vấn đề của anh Đường Văn Thái đã có những sự đột biến mới. Một blogger Việt Nam tị nạn ở tại Thái Lan đã bị chính phủ Việt Nam đã bắt cóc trở về nước và cáo buộc là cái tội là xâm nhập bất hợp pháp vào trong lãnh thổ. Sau sự xuống đường biểu tình của người dân tị nạn ở tại Thái Lan, cho Nguyên khẳng định là người dân tị nạn nó không phải chỉ có người Việt Nam, đủ thứ người hết, trong đó có người Lào, người Campuchia, người Thái Lan, mà nhiều quốc gia khác. Họ trốn, họ xin tị nạn tại Thái Lan. Họ không đồng ý với cái chính phủ đó, chứ không phải chỉ có Việt Nam. Thì cái cuộc đường xuống biểu tình rất là nhiều với những cái cộng đồng tị nạn ở tại Thái Lan. Thì họ đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác lên án về cái hành vi bắt cóc, vì nó dẫn đến cái sự mất an ninh, lo lắng với tính sinh mạng của những người có những cái tiếng nói đối lập. Thì ngày hôm nay đặc nhiệm cảnh sát của Thái Lan đã vào cuộc để điều tra. Đặc nhiệm Thái Lan vào cuộc đã điều tra. À, các quý vị ha, đặc nhiệm Thái Lan, cảnh sát của Thái Lan đã bước vào cái điều tra cái vấn đề này. À, cái sự kiện mà anh Đường Văn Thái hay là anh Thái Văn Đường đã bị chính phủ Việt Nam bắt cóc. Thì mấy ông bác bên Việt Nam nói, ôi trời ơi, điều tra thì điều tra, tôi sợ cái gì? Chẳng sợ thằng nào hết. Bên Đức tôi còn bắt cóc được mà. À, cho Nguyên nhắc nha, Đức đã từng bắt cóc. Các vị còn nhớ cái vụ kiện ở Đức đúng không? Huống chi ở Thái Lan. Nhưng mà các vị có biết là cái hành động của Việt Nam như vậy nó không có lợi về cái khuôn mặt cho Việt Nam gì hết. Nó sẽ dẫn đến một cái sự việc ngoại giao rất là bế tắc cho Việt Nam trong thời gian sắp tới. Vì cái hình ảnh của Việt Nam là một hình ảnh cướp bóc, bắt cóc người khác, không có tôn trọng đất nước và chủ quyền của người ta. Và Thái Lan họ không phải giống như Đức. Đức là bởi vì họ không có hành động cụ thể với Việt Nam. Vì Đức là một cái quốc gia họ tôn trọng nhân quyền, họ tôn trọng luật pháp. Họ đối xử với Việt Nam nó cũng có một sự hạn chế về bởi vì. Nhưng mà Thái Lan thì hoàn toàn khác. Ông Thái Lan ổng là hoàn toàn khác các quý vị à. Nên là cái vấn đề mà bây giờ Thái Lan nó vào cuộc, công an Thái Lan có vào cuộc hay là cảnh sát của Thái Lan nó vào cuộc, đó là cái chuyện tốt. Và Nguyên mong là chính phủ Việt Nam phải xem xét lại cái lợi và cái hại. Bắt cóc một blogger
nó chẳng có là cái gì cả. Làm như vậy nó chẳng có cái lợi gì cho đất nước Việt Nam cả, về cả mặt mũi hay vấn đề chính trị. Nó chỉ có cái tai hại mà thôi. Một người lên tiếng nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đừng có nhát gan như vậy. Nguyên đã nói rồi, nó nhục chứ con cá nục. Một cái đảng mà không biết bao nhiêu là lực lượng quân đội, bao nhiêu lực lượng công an, bao nhiêu lực lượng dư luận viên, bao nhiêu lực lượng đảng, mà lại sợ một anh blogger một thân một mình. Nó có nhục không? Cái tiếng nói của người ta có một người thôi, mình sợ đến mức độ đó chị. Và cái điều đó mình thấy rõ được là cái sự khả năng của Việt Nam về vấn đề đó nó nhát quá. Nó nhát quá. Và cái điều đó nó không có cái gì tự hào hết. Nó chỉ làm nhục nhã cho cái thị trường của thế giới. Và thế giới người ta đánh giá Việt Nam kẻ mang rợ. Cái tụi mang rợ, cái tụi trong rừng, trong rú hở ra là nó bắt cóc người. Nó không có đem được cái lợi gì cho đất nước cả. Và cái điều đó mình thấy rõ được là cái cách hành xử của mấy bác Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó cũng giống như ở trong rừng vậy. Nó vẫn chưa có tiến bộ, nó vẫn chưa được khai chiến. Hành xử vẫn như vậy. Như là cái quy nói là chúng ta sống ở dưới một cái quốc, một cái thời đại nó công nghệ. Máy móc telephone vô, dù cái telephone dởm cách mấy nó cũng lướt. Móc ra cái là Facebook, mở cái là máy quay phim, mở cái là máy chụp hình, đúng không? Trời ơi, bây giờ thêm cái công nghệ, đủ thứ công nghệ hết, đủ thứ trên cái máy áp dụng được. Sống ở một cái văn minh tiến bộ, đi thì đi xe hơi, máy đi máy bay, cái gì cũng tiến tân hết. Cái này nó không tiến, cái này nó bị không tiến rồi, cái này nó vẫn nằm ở trong cái thời vua chúa, y hệt như vậy. Cái này nó vẫn nằm trong cái thời vua chúa, nó vẫn cũ xì cũ xích. Bà lon con tán bây giờ nó lên móc lên men rồi nó xét, nó vẫn xài, nó vẫn không thay đổi. Cái này nó không có thay đổi. Khi lúc đó tất cả xung quanh, từ nhà cửa đường xá, thì lúc nào ngày xưa đường đất, bây giờ đường nhựa, cái gì cũng thay đổi, chỉ cái này nó không có thay đổi. Thì mấy bác đừng có lạc hậu nữa, mấy bác làm ơn cởi mở đi ha. Cởi mở chút xíu, cái gì cũng sợ hết. Sống với cái sợ hãi nó không có tốt đẹp gì. Mở miệng ra là tự hào lắm, nhưng mà đi đâu cũng sợ hết. Đi đâu cũng chúng chui, chúng nhủi. Đi đâu cũng không dám gặp người. Đừng có sợ ai nói chút xíu cái nào muốn bắt, muốn bớ người ta. Trời, khổ thiệt. Đó là bản tin liên quan đến anh Bùi Văn Thái. Nguyên không có bình luận nhiều, bởi vì Nguyên đã đưa cái bản tin này cách đây vài ngày rồi. Nguyên đã nói nhiều vấn đề này rồi, Nguyên không muốn lặp đi lặp lại. Và chúng Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng sôi động trong ngày. Ngày mai chúng ta gặp lại. Bye bye các quý vị. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành đã định tại sát trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bây sẽ bị đánh tơi bời. Rồi một ngày sẽ tới cho quê hương tôi, rồi một ngày sẽ tới cho đồng bào tôi. Đoàn đoàn người đi niềm tin chói sáng, triệu hàng triệu bàn tay kết nối vững vàng. Rồi một ngày sẽ tới cho nhân dân tôi, điểm vào mặt Việt gian bán nước buôn nòi. Đây Việt Nam của ta, đây đời xưa hay nhớ, chúng bây sẽ bị đánh tơi bời. Rồi một ngày sẽ tới, rồi một ngày sẽ mới, hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi. Rồi một ngày sẽ tới trên quê hương tôi, ngày độc lập tự do cho đồng bào tôi. Đoàn người đi thể xưa đã chứng, cùng về lại làng thôn khắp chốn reo mừng. Rồi một ngày sẽ chiến thắng trong quang vinh, sự hùng mạnh ngợi ca đất nước an bình. Cây Việt Nam hồi sinh, ta cùng nhau vun sới hát khúc hoan ca này mới lên trời. Rồi một ngày sẽ tới, rồi một ngày sẽ mới, hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi.
một ngày sẽ tới cho quê hương tôi, rồi một ngày sẽ tới cho đồng bào tôi. Ngày hàng triệu con tay đập tan áp bức, ngày nổi dậy toàn dân thao gỡ độc tài, rồi một ngày sẽ tới cho nhân dân tôi. Tiêm vào mặt Việt Nam bán nước cuồn nòi, Hoàng Trường Sa của ta khi biển Đông nổi sóng, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Rồi một ngày sẽ tới, rồi một ngày sẽ mới, hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi. Rồi một ngày sẽ tới trên quê hương tôi, ngày tự hào Việt Nam cho đồng bào tôi. Ngày lịch sử ngàn năm đòi lại công lý, ngày hỏi tội Việt gian ban nước rõ ràng. Rồi một ngày sẽ nhắc tên bao anh linh, tìm lại từng địa danh chôn xác dân mình. Bây đừng băng vùi chôn che đậy bao tội ác, chúng bây sẽ bị đánh tơi bời. Rồi một ngày sẽ tới, rồi một ngày sẽ mới, hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi. Rồi một ngày sẽ tới, rồi một ngày sẽ mới, nếu đứng dậy mà đi đồng bào ơi.